Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay mình sẽ thay đổi cái địa điểm mình review đồ ăn, nó ngon dữ lắm cả nhà ơi. Tính ơi, ý mình là cái món ăn này nè. Ngày hôm nay không có ở dưới mặt đất nữa mà lên trên tận 9 tầng mây. Xin chào cả nhà, mình mới ngủ dậy đây, mới có 5 giờ thôi à. Thật ra mình xạo cái cảnh này mình phải dàn dựng vậy này nó mắc cười dữ lắm. Thật ra để tạo ra cái hiệu ứng này là do cái đèn nhà mình nó chớp bị chậm á, cho nên mình lăn đùng ra ngủ xong mình cắt cái cảnh. Ghê quá. Và đây là mộng chè của mình, sợ cháu sẽ không có chịu cái khẩu trang khác chạy theo đưa cho bằng được cái Doraemon. Tụi mình gọi một chiếc xe Grab để được anh ấy chở đến Tân Sơn Nhất. Lâu lắm rồi mới được đi chơi, trời ơi cảm giác bắt đầu hồi hộp mà còn có hơi lo nữa chứ. Nguyên năm vừa rồi có được đi đâu chơi đâu. Đứng tập trung ở cái cột số A14. Hôm qua thì trước giờ khởi hành, anh hướng dẫn viên đã gửi tin nhắn nhắc nhở cho mọi người giờ tập trung nè, xong rồi cái cột nè, xong rồi cả các cái giấy tờ cần phải đem theo nữa. Và bé của Bo thì là em bé, cho nên là một là passport nhưng mà hết hạn sử dụng mất tiêu rồi. Cho nên là tụi mình đã bổ sung bằng giấy khai sinh có công chứng. Bây giờ thì cả nhà đang di chuyển đến cái đảo để check-in của hãng Viettravel Airlines. Nghe lạ lắm phải không? Ngay cả cô em chồng của mình á, ngày hôm qua khi mà kiểm tra cái lịch trình sắp tới sẽ đi đến đâu mới chợt nhớ ra và bảo: "Ủa, chị có chắc là đây là cái hãng máy bay không?" Chắc chắn 100% luôn, bởi vì trước giờ không phải chỉ có một mình hay là cô em chồng cứ nghe Viettravel sẽ nghĩ ngay đến những cái tour đi du lịch đi đây đi kia, là một cái hãng du lịch lữ hành đúng không nè. Giờ người ta đã mở luôn cả một hãng máy bay thì cái này được lợi nhất chính là những cái hành khách mua tour của Viettravel quan tâm chăm sóc kỹ hơn. Nhưng mà không có phải mua tour mới được đi đâu nha, mà chúng ta là những cái hành khách bình thường cũng sẽ có thêm một cái lựa chọn máy bay nữa để cho mình có thể tham khảo về lại so sánh giá. Sau khi mà đã check in xong rồi cả hành lý xong xuôi rồi đó, thì bây giờ tụi mình sẽ đi nạp cà pin vào người. Trời, phải có cái đó thì mới tỉnh táo được, ai kêu buổi sáng thức dậy sớm quá. Và sau đó thì mình cũng sẽ đến với lại cái hành trình đứng xếp hàng ngay cổng hải quan để bắt đầu soi chiếu. Và nhớ là phải cởi cả giày vớ với lại ở trong túi có cái gì thì mình phải lôi ra hết trơn hết trọi nha. Khu vực đó thì không có được quay phim, cho nên sau khi đã kết thúc rồi thì bây giờ mình sẽ di chuyển đến khu vực ngồi chờ máy bay. Wow, hôm nay là thứ tư mà cũng có vẻ đông quá trời luôn á. Coi nhớ coi, cái cửa của nhà mình là cửa số 4. Và khu vực này cũng có bán sẵn cà phê rồi cả đồ ăn thức uống, nên cả nhà cứ yên tâm, không có lo đói bụng đâu nha. Vậy à, lát nữa lên trên máy bay cũng được phục vụ một cái bữa ăn. Đây, đến lượt nhà mình rồi, đưa hết hồ sơ hộ chiếu để cho cô scan thôi. Chích cái, xong. Giờ thì đi lên xe bus và chuẩn bị lên máy bay thôi, hồi hộp quá. Chuyện mất khoảng 5 phút là ra đến máy bay và ten. Đây chính là chiếc máy bay siêu mới của Viettravel Airlines. Và ai cũng tranh thủ đứng lại để chụp hình trơn á, bởi vì nó đẹp quá. Với nhìn cũng lạ nữa đó cả nhà. Tiếp theo mình sẽ đưa cây vé máy bay cho cái chị nhân viên ở phía dưới kiểm tra. Xong rồi cứ thế mà đường hoàng bước lên, gặp bạn nhân viên cùng cười với mình nữa chứ. Trời ơi, dù gì đâu mà dễ thương dễ mến dễ sợ luôn á. Quên, vé của tụi mình thì ở vị trí hàng số 8 và tụi mình đi 4 người tất cả. Thì bé của Bo ngồi kế bên mình cho em ngồi ở ngay cửa sổ để nhìn trời nhìn mây. Hồi còn nhỏ thì cũng đi máy bay nhiều lắm rồi, nhưng mà bây giờ lớn lên mới bắt đầu có thể cảm nhận được cái độ đẹp chứ đúng không nè. Giống như hồi nhỏ suốt ngày ba mẹ cứ nói là con là chị cả, được đi nhiều nơi nhất, đi đây đi kia đi nọ đi trai, nhưng mà trời ơi còn nhỏ quá đâu có nhớ gì đâu cả nhà. Mình có nhận xét một chút xíu về nhân viên là các bạn dễ thương dữ lắm, cứ thấy mình nhìn cái là cười lại à. Cái mọi người mới ở trên TikTok á bảo là ủa sao đeo khẩu trang mà biết là cười. Trời ơi, cái ánh nhìn nó hấp háy ở trong mắt cười tiếp như thế kia sao mà không thấy cho được. Theo ý kiến đánh giá cá nhân của mình thôi nha, bởi vì mình cũng không có hiểu gì về máy bay để mà có thể nhận xét chuyên sâu hơn được, thì cái chỗ ngồi khá là rộng rãi, có thể để chân thoải mái nè. Quan sát màu của đồ nội thất xong rồi mấy cái nút bấm và cả những cái tờ báo chí nữa thì nó còn mới dữ lắm, chưa có ai ngồi rảnh tay bóc ra hết trơn. Xong rồi quan trọng nhất là cái gì, chính là bữa ăn ở trên máy bay thì rất là nóng sốt. Ngày hôm nay tụi mình có cái món là bún bò xào Nam Bộ, và cái người thẩm cái món đó ok nhất chính là bé Kubo, ngồi ăn khí thế hết nguyên một hộp luôn, rất là nóng luôn nha cả nhà, muốn phỏng luôn á. Với cái kích thước thì mình nghĩ cái suất ăn này đã được quy định rồi, cho nên là cũng không có chênh lệch gì nhiều so với các cái hãng khác. Ăn thì mình thấy đậm đà, cũng có nhiều miếng thịt bò lắm nha. Và khi mà bắt đầu cảm thấy đói bụng thì mình đã chờ cái xe nước đi ngang qua để mua cà phê. Cái mình mới coi trong menu mới thấy wow, có cà phê ong màu luôn, mình thấy quá trời trên thành phố. Với lại còn có cả trà đào Phúc Long nữa chứ. Xuất sắc chưa, ở trên trời mà được uống mấy cái món giống y như đang ngồi quán cà phê dưới đất vậy đó. Sau 1 tiếng 45 phút thì tụi mình đã đáp máy bay rồi, tiếp tục hành trình ở Hà Nội thôi. Nhưng mà bây giờ thì đã dài quá rồi, ngày mai mình sẽ tiếp tục review nha. Buồn ngủ quá, xá buồn ngủ rồi.